Ngày mới em xanh mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video đi săn bắt hải sản mùa nước cạn cả nhà. Hiện tại thì trên tay em có một cái xô và những cái dụng cụ để tí nữa mình bắt hải sản. Thì bây giờ cũng khoảng 2 giờ rưỡi thôi cả nhà. Mặt trời cũng còn khá là cao luôn. Nhưng hiện tại nước bây giờ nó đang rút rất là cạn luôn. Giờ thì em ra tiết ngồi xe kia để mà săn bắt những hải sản như sò ốc, cua ghẹ gì đó cả nhà. Đây là chai nước muối. Em cho một tí nước mặn vô nữa để mình phe. Một tí nữa mà có gặp sò móng tay thì bắt cho nó dễ cả nhà. Ở đây em có gặp được một con gì xanh cả nhà. Đây này. Đó. Ồ. Con gì này là con gì mái trứng rồi. Em thả ra lại chỗ nước nước cho nó sống nha. Đây là một con ốc nhì cái mỏng. Lại thêm một con sò đỏ nữa cả nhà. Ở đây có một mè ốc mỡ này. Ở đây em có gặp được một con gì xanh nữa cả nhà. Con này là con gì cồ nha. Đó. Bắt được một con đầu tiên. Cua này là một con cua cái mang trứng rồi. Đây em có gặp được một hang ốc móng tay cả nhà. Ở đây em lại gặp được một con ghẹ nữa này.
đó cả nhà. Wow, lại là một con gecko nha. Ồ, con thứ hai rồi. Đây này. Đây là cục viêm xanh cả nhà. Viêm xanh này à, đóng trong một cái vỏ sò mai nha. Ôi, đây là một con gì xanh nữa này. Ồ, lại lại một con gì mai trứng nữa cả nhà ơi. Ồ, rất là tiếc luôn. Gì mai trứng nó thường nếp ở dưới những gốc rong để. Ôi, đây là có một cục viền nữa này. Đó. Ở đây em có gặp được một hang ốc móng tay nè cả nhà. Đó. Wow. Wow, nó lên luôn nè. Đây em lại gặp được một hang ốc móng tay nữa cả nhà. Đây này. Đó. Wow, con này rất là to luôn nha. Wow. Đây là một con ghẹ nữa cả nhà. Đó. Wow. Đây này. Wow. Lại là một con ghẹ cô xanh nha. Con thứ ba rồi. Đây. Mới đi em bắt được ba con luôn cả nhà. Nếu hôm nãy mà em bắt những con ghẹ mái nữa là 4-5 con rồi. Ồ, một con sò đỏ cả nha. Đây này. Cái móc này móc sò rất là nhanh nha. Đây là một hang nữa cả nha. Đó. Ồ. Hình như con này con sò đỏ sao cả nha. Ồ, oh, con sò đỏ rồi. Wow, ở đây là một mánh gì nữa này. Đó, cả nhà thấy không? Quá là rõ luôn này. Ồ, là một con gì cầu xanh nữa cả nhà.
con thứ tư rồi. Đây, quấy là đẻ luôn. Đây là một con nữa cả nhà. Đó, lại là cái cô nữa nha. Wow, những con ốc trên nữ con. Đây là một hang nữa cả nhà. Lại sò móng tay rồi. Đó, thấy cái dồi nó luôn này. Con này rất là to luôn cả nhà. Nhưng chắc nó chưa có đủ độ mặn của nó nên nó chưa có lên cả nhà. Biết cái hang lại này. Con này nó nằm ngang rồi. Cầm được rồi cả nhà. Những con nằm ngang thì nó cũng ít khi lên lắm. Đây này. Wow, con này rất là to luôn. Đây là một hang nữa. Cái hang này hang tôm tích cả nhà. Wow, cái hang này rất là to luôn nè. Nó phải to bằng bắp tay em luôn á, to hơn luôn. Wow, con tim tôm tích khủng luôn. Đây cả nhà ơi. Phải bị cái này chứ không là nó búng dữ lắm. Cái này nó búng rất là biến luôn. Khủng luôn cả nhà. Phải nói là to ngang dưới bắp tay em luôn. Quá là đẻ luôn. Phải nói từ hồi giờ mới thấy luôn á. Nó lại lủng chảy máu rồi. Con này rất là bén luôn. Oh.
đây em lại gặp một hang nữa cả nhà. Đó, những cái hang nó thường phun nước ra như thế này. Nhưng cái hang này rất là dễ hang sò đỏ nha. Sò đỏ nữa rồi cả nhà. Đây. Đây là ốc móng tay. Hiện tại thì bây giờ nước nó đang khô luôn cả nhà. Nên em đi săn ốc móng tay một tí. Nó lòi lên luôn cả nhà. Wow, quá là dễ dàng luôn. Đây là một hang nữa cả nhà. Còn nó rớt cái dồi của nó lên luôn nè. Những cái hang gần nước như thế này nó thường bị bít hang lắm. Ô, thục rồi. Đà, được, được, được. Ở đây em lại gặp một hang nữa cả nhà. Con này dường như rất là to luôn nha. Đó. Wow, nó lên rất là nhẹ nhàng luôn cả nhà. Ồ, ở đây có một con sò mồng này cả nhà. Wow, nó nổi lên nửa con luôn. Rất là to luôn cả nhà. Wow, quá là đẻ luôn. Hôm nay em bắt được 6 con rịa như thế này và một con tôm tít lớn. Tôm tít rất là to luôn và một số móng tay. Thì bây giờ em cũng chuẩn bị đi vô rồi cả nhà. Chiên bây giờ chắc tầm khoảng 5 giờ rưỡi rồi, tại vì mặt trời nó đã lặn rồi nha. Hôm nay em bắt hết cũng được bao nhiêu đây này. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video này nha. Giờ thì em cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người.